Khi đọc kinh tiếng Pali nhưng không hiểu nghĩa từng từ, như vậy có tạo được phước báo không? Siêu Hoa Nghị Chi bảo. Nếu như quý vị hỏi có phước hay không á, thì sư xin thưa là có phước. Tại vì khi mình tụng kinh, cái tâm của mình á, cái tính nó tăng trưởng, cái tính căn nó tăng trưởng, rồi tâm của mình á nó không có tương ưng với các ác bất thiện pháp như là tham sân si, cho nên á là cái nhờ cái tính căn nó phát triển á, thành ra là có phước. Nhưng mà do mình không hiểu, thành ra cái phước đó rất là hạn chế. Cho nên á, là sư vẫn khuyên quý vị á, là nên, thứ nhất á, nếu có khả năng thì nên học tiếng Pali. Cái thứ hai á, là bên cạnh cái chuyện là học kinh tụng Pali thì mình cũng nên học các cái phần kinh tụng tiếng Việt, và cũng nên tham khảo các cái bài kinh rồi đi học các cái lớp giáo lý. Bởi vì một người tụng kinh á, mà vị đó biết giáo lý á, thì nó sẽ khác cái người tụng kinh mà không biết giáo lý. Và cũng nên cẩn trọng, bởi vì khi mà cái tính căn nó phát triển á, thì cái trí tuệ á, nó sẽ hạn chế.